Chào các bạn, hôm nay đến với kênh Võ Thuật Mã Thành Hiền. Hôm nay chúng ta sẽ tập những động tác tay gọi là quyền. Khi chúng ta đánh ra và ta sẽ đỡ những đòn đánh của đối phương. Mời các bạn theo dõi. Trước tiên chúng ta sẽ đứng hai chân cụm hình chữ V, gọi là lập chánh. Kéo hai tay, lưng bàn tay ép sát vào nhau, kéo về, uốn về hông, gọi là tấn lập tấn. Nên hãy chân hai chân đều ra, thành trung bình tấn. Bước đầu cái căn bản, khi chúng ta đấm ra gọi là đấm thô sơ, nó sẽ có hai căn bản. Một là đấm theo từng nhịp, mấy bạn nhìn tập theo ở nhà vẫn tốt ha. Bây giờ chúng ta phải, một, chúng ta sẽ đưa lên một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Thô sơ chúng ta sẽ đánh ra là ba nhịp. 1, 2, 3, tay thì nằm ngay thắt lưng, nghe không? Làm lại, 1, 2, 3, cổ tay thẳng, cổ tay sẽ thẳng về phía trước. 2, thì cái nắm tay này cách khoảng 20 phân, cái chiều tay sẽ nghiêng cái mái nhà vậy đó, nó nghiêng như mái nhà. 2, 3, tay sẽ trở về vị trí cũ, giờ tay trái cũng vậy. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Đó là đấm thôi sơn cách thứ nhất, nó có 3 nhịp. Bây giờ cách thôi sơn cách thứ hai là chúng ta đấm thẳng ra tam giác, gọi là tam giác, đánh thẳng về phía trước. 1, 2, 3. Đấm này gọi là đấm thôi sơn. Khi chúng ta đấm ra, cổ tay, nắm tay chúng ta sẽ thẳng một đường thẳng. Trong đó chúng ta sẽ sử dụng lực hông và lực vai, chúng ta không có gồng, thả lỏng vai ra. Thả lỏng vai ra và đấm thẳng về phía trước, đấm hai vai đánh thẳng về phía trước, gọi là tam giác. Ta đánh thẳng về trước là ngay mặt đối phương. 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ mình giải thích, khi mà chúng ta đấm nó đấm thô sơ ra thì lực nó xuất phát từ hông và vai ra, chuyển ra lực hai gu bàn tay, lực nó sẽ phát ra phần gu bàn tay nắm đấm chứ không phải là ở phần dưới nắm tay hoặc là phần những ngón út của ngón tay, mà nó sẽ chuyển lực ra phần hai gu nắm tay phía trước. Đó là chúng ta sẽ đánh, lực nó sẽ mạnh và chúng ta sẽ thả lỏng vai ra, không có gồng, thả lỏng vai ra thì chúng ta lực nó sẽ phát ra. Đó là cách đấm thôi sơn cách thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp động tác thứ hai là đánh cái động tác song chỉ bằng hai ngón tay, đánh thẳng vào mắt đối phương. Rồi tấn là tấn, trung bình tấn. Đó, chúng ta lấy cái điểm chúng ta là phía trước là tam giác, ta đánh thẳng về trước vô hai con mắt, hai ngón tay chúng ta thẳng. Đó, 2 3 4. Đòn này chúng ta sẽ đánh bằng hai ngón tay, đánh thẳng chọt thẳng vào mắt đối phương, là gọi là song chỉ. Trong cái võ thuật người ta gọi là lưỡng long trên châu, lưỡng long trên châu, đó là hai tượng trưng cho hai con rồng trên hai trái châu, đó là lưỡng long trên châu. Đó, tấn hợp tấn, trung bình tấn, đấm thẳng. 1 2 3 4. Đây là lưỡng long trên châu, đánh vào hai ngón tay vô hai con mắt. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một ngón tay nhất dương chỉ. 1, chúng ta đánh một ngón tay vô một con mắt, ba ngón tay dưới chúng ta sẽ khép lại, ngón tay cái khép lại thẳng ngón tay. Cái này nhất dương chỉ này chúng ta được đánh vô con mắt mà chúng ta dùng để chúng ta điểm huyệt đối phương, điểm những huyệt chẳng hạn là yết hầu, rồi ta sẽ triệt. 2 3 4 5. Đây là nhất dương chỉ, sử dụng một ngón tay. Và cái động tác thứ ba là chúng ta sẽ đánh lông đầu ngón tay, chúng ta sẽ nắm lại thành nắm thô sơ. Chúng ta sẽ đưa ngón giữa lên, hai ngón còn lại chúng ta kẹp vào ngón giữa cứng lại, ta sử dụng bằng ngón giữa đánh vô thẳng vô ngay huyệt nhân trung, đó là gọi là lông đầu. Tấn lập tấn, trung bình tấn. 1 2 3 4 5. Đó là cái động tác này gọi là lông đầu. Ta sẽ đánh dùng cái đòn ngón tay giữa để đánh vô ngay huyệt nhân trung, đánh như thế này. Đó, đây là cái huyệt nhân trung, chúng ta đánh thẳng vào. Đó, cổ tay lúc nào chúng ta phải thẳng, gọi là lông đầu. Rồi động tác thứ ba
là người ta sẽ đánh phụng nhãn, ta co lại bốn ngón tay, năm ngón tay, người ta sẽ co lại, người ta sẽ quýnh bằng cái xương ngón tay. Rồi tấn lập tấn, trung bình tấn một, đây là phụng nhãn, ta đánh bằng năm bốn ngón tay, xương ngón tay vô gò má đối phương chẳng hạn, hoặc là vô huyệt nhân trung, hoặc là vô những cái phần gò má vai, hoặc chúng ta triệt vô những cái tay đối phương bằng cái đòn này, gọi là phụng nhãn. 2 3 4 5 6. Lưu ý khi chúng ta đánh đòn này, ngón tay chúng ta phải khép vô để những ngón tay này nó sẽ khít chặt với nhau, nó mới cứng được, mới chắc được. Ta đánh dày hở dày thì chúng ta sẽ quýnh nó không có chắc, nó sẽ không hiệu quả, chúng ta phải khép vô. Và ta cái cổ tay lúc nào ta thẳng, ta phải đánh vô những cái phần này đối phương, đó là phụng nhãn. Và đòn thứ tư là ta sẽ đánh bằng cái ưng trảo, là ức bàn tay, gọi là ưng trảo. Tấn là tấn, chúng mình tấn, đánh thẳng từ hông ra, đứng thẳng bàn tay lên, đánh bằng ức bàn tay, đánh thẳng vào càm, đây gọi là ưng trảo. 2 3 4 5 6 7. Đó, đây gọi là ưng trảo, đòn ưng trảo. Ta đánh thẳng vào càm đối phương, đánh bằng ức bằng tay, co những ngón tay khép lại, thẳng đứng bằng tay lên. Có thể chúng ta đánh thẳng, có thể chúng ta đánh ngang, có thể chúng ta đánh dưới rồi. À, có nhiều thế đánh khác nhau. Thì cái đòn này chúng ta đánh trực diện vô càm, và chúng ta đánh bằng cái ức bằng tay. Đòn thứ tư và thứ năm là chúng ta sẽ xỉa bằng ngón tay, gọi là tứ chỉ. Ta xỉa bằng bốn ngón tay, ta xỉa dưới vô chấn thủy, hoặc là vô mặt, vô ít hầu. Tấn lập tấn, trung bình tấn, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, đây là những ngón tay chúng ta đòn xỉa. Xỉa chúng ta sử dụng bằng bốn ngón tay, chúng ta xỉa thẳng vô chấn thủy hoặc là ít hầu. Đó, làm ta cuốn đòn này, những ngón tay chúng ta khích lại. Chỉ cái cơ thể và ngón tay, cơ thể chúng ta là những ngón tay yếu nhất, những cái khớp xương yếu nhất là những ngón tay và ngón chân, khớp ngón chân. Thành ra khi chúng ta đánh bằng ngón tay, bằng gọi là nắm quyền á, một là chúng ta khép ngón tay lại, hai là chúng ta nắm thì cũng phải nắm chắc lại, chứ không phải nắm dày, không phải nắm hở dày, hoặc là không có xỉa mà ngón tay hở dày rất nguy hiểm. Đối phương nó có kinh nghiệm nó đánh thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, chúng cái thưa cái tay chúng ta những cái khớp xương. Rồi, động tác thứ năm thì chúng ta sẽ quấn cái bộ hổ trảo. Hổ là cọp, cái bàn tay này y như bàn tay con cọp vậy đó, nó sẽ tán từ ngoài vô bằng năm ngón tay của nó, năm cái bàn tay vuốt nó chụp vô mặt, gọi là hổ trảo. Tấn là tấn, trung bình tấn. Ta đánh hổ trảo, ta đánh từ sau, ta chụp tới, chụp ngang, chụp ở ngoài, chụp xéo vô mặt, mà tay không phải thẳng gì trước mà xéo từ ngoài tán vô. 2 3 4 5 6 7. Khi đánh ta, ngón tay ta sẽ phải cứng, rãy đều ra, ngón tay phải bự ra, tại bàn tay con hổ rút là cũng rộng bự, nó tán chứ phải có còn cái bộ miêu trảo thì cái tay nó ngắn nhỏ lại, bàn tay con mèo thì nó nhỏ hơn, con hổ thì nó phải to, nó phải bự vậy, mở bự ra. Và cái hai là cái cánh tay chúng ta phải cong, hơi cong. Khi chúng ta đánh á, ta tán cái bàn tay này chúng ta thả lỏng ra, tới đây chụp thì nó mới mạnh được, thả lỏng ra, không có gồng. Khi chúng ta đánh ta không có gồng đó, thả lỏng ra ngay chụp ngang mặt. Thì trong cái võ thuật, tất cả cái sử dụng quyền hoặc là cước, hoặc là những cái binh khí gì cũng vậy, trong những cái bài quyền muốn linh hoạt thì chúng ta phải có động tác nhu và cương trong đó. Nhu là có thể là chúng ta phải thả lỏng, những lúc khi chúng ta đánh thì chúng ta phải là thả lỏng ra, và khi tới mục tiêu mục đích thì lúc đó cái lực nó mới phát ra, và lúc đó nó tay chân mình nó cứng lại, thì áp dụng vào nhu và cương thì cái lực nó mới mạnh được. Chúng ta sử dụng cái gồng không á thì nó sẽ cứng và nó sẽ không phát ra lực được, mà có mềm quá mà chúng ta quýnh mà vô cái lực cứng quá thì nó cũng không có thể là công phá được cái lực cứng. Thành ra chúng ta phải dùng nhu và cương trong đó. Võ thuật phải có nhu, lúc nào cũng nhu cương, không có dùng lực cứng nhiều, chúng ta không có đánh bại những đối thủ cao to hơn chúng ta. Đó, nên nhu chế cương, đó là vậy. Và động tác thứ bảy là tấn lập tấn. Ta sẽ quýnh hầu trảo, trung bình tấn. Hầu trảo thì tượng trưng cái bài động tác của con khỉ, khi mà nó chụp ra, đó, nó chụp cái trái,
cây nó chụp vậy nó thu dày đó, thì nó mới quăng cái trái đó. Khi nó chụp dày nó không quăng dày, mà nó chụp ra nó đảo người nó sẽ quăng tới. Thì cái thế của con khỉ là như vậy. Thì cái trong cái động tác này là nói về cái thế của cái con khỉ, nó chụp cái tay nó ra từ ở đằng sau ta đánh chụp vào hạ bộ đối phương, ta xoay bàn tay cuộc chọn ta kẹp vô hông, bàn tay chúng ta bẻ ngược xuống, có thể chúng ta đánh vô hạ bộ hoặc là chụp vô bụng. 2 3 4 5 6, nó gần như giống bài con hổ anh mà chụp, ta xoay cái bàn tay ta xoay mềm ra tới đây, ta gặp mềm ra tới đây đẹp, gọi là hầu trảo, gọi là hầu trảo, hầu trảo thu đào đó. Khi nó chụp ở đây xoay về nó mới ném cái trái đào đó, nó chụp được cái trái đây, khi nó chọn mình thì nó xoay về nó chọn ra. Thì cái động tác này chúng ta chụp hầu trảo thu đào đó, khi chúng ta trở về trung tấn ta chụp ra nắm lại xoay đó, trung mình tấn kết thúc những động tác căn bản về cái đòn tay. Gọi là trong cái đòn tay nó có nhiều cách thế đánh khác nhau, thành ra chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học những cách đánh để chúng ta biết tự tập tại nhà. Các em nhỏ có học thì chúng ta sẽ nhìn theo cái căn bản khi thầy hướng dẫn, hoặc là nói về ta nhìn rồi chúng ta học thêm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cặp vô, ta sử dụng những đòn hồi nãy chúng ta học. Thì bây giờ mình sẽ mời một bạn đối diện để chúng ta có những cái đòn để cho chúng ta tập. Rồi tấn là tấn, chung mình tấn. Đây là cái căn bản để hai người cùng nhau tập với nhau cho thành một cái thói quen. Đó, thì bạn bên kia đánh tới. Đây là đấm thôi sơn. Khi bên đây bị đánh thì chúng ta sẽ đỡ từ dưới vòng qua. Ta đỡ bằng cạnh bằng tay. Cái tay mình thì có cái lưng bằng tay và cái cạnh bằng tay. Thì chúng ta sẽ đỡ bằng cạnh bằng tay. Ta đỡ không có đỡ dày là sai. Ta sẽ đỡ ngang như thế này. Đó, khi mình xè bàn tay ra, cái nắm tay, cái lòng bàn tay mình sẽ quay về hướng mình. Thì chúng ta nắm lại thành nắm thôi sơn. Đó. Khi chúng ta đỡ là cái cổ tay chúng ta phải thẳng, vuông góc, phần đỡ phải vuông góc. Đó, ta đỡ ra, không phải chúng ta đỡ lên đẩy ra, mà chúng ta có phải độ gặt, thả lỏng ra nhu và cương, tới đây cương, từ đây thả lỏng ra. Nhu, cương, không có gồng, những lúc này là không có gồng nè. Gặt ra tới điểm là chúng ta sẽ gồng. Rồi đánh ra. Đó, khi đối phương chúng ta đánh ra ta gặt, tự động tay đối phương chúng ta sẽ giăng ra. Đó, thì chúng ta mới trả đòn. Rồi đánh vô, 1. Đó, từ dây đỡ ra à, cái này là đây vậy là sai nha, đây là đẩy ra khác, gắt cái tay đối phương ra đó, đối phương dâng ra thì chúng ta mới đánh được. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp vô hai đòn, những đòn căn bản hồi nãy chúng ta học, và đòn này là gọi là đòn đỡ khi đối phương tấn công. Đánh vô, 1, đỡ, ta sẽ đấm lại rút về, 2, đỡ, đấm rút về, 3. Đòn này đấm người ta gọi là thôi sơn, đấm thôi sơn. Khi bên đây đỡ gọi là đảng quyền, đỡ gọi là đảng quyền, quyền là những đòn tay này đánh ra gọi là quyền, đảng quyền. Đấm ngược lại, trả đòn. 2 3. Đây là đòn trả đòn. 4. Cách thứ hai đấm thôi sơn, khi chúng ta muốn sử dụng đòn hiểm hơn là sử dụng đòn nhất dương chỉ, đảng quyền. Khi chúng ta đỡ được ra thì chúng ta sẽ đánh vô con mắt đối phương, một con mắt đối phương, gọi là bằng nhất dương chỉ, gọi là đánh một ngón tay vô một con mắt, gọi là nhất dương chỉ. Rồi 2, đỡ ra, đánh tay kia vô con mắt thứ hai. Đó, những ngón tay này phải khép lại, đánh vô ngay con mắt. 3 4 5. Chúng ta lấy tam giác thành mục tiêu, để đây là cái mục tiêu chúng ta tập. Đừng đánh ra ngoài, chúng ta sẽ nó sẽ bị chặt, nó không đúng. Chúng ta sẽ đánh vô giữa tam giác thì nó sẽ chính xác. Sau này chúng ta sẽ sử dụng đòn nó rất chính xác. Rồi tiếp tục là đòn thứ ba, là đòn song chỉ, đánh vô hai con mắt, đỡ ra, hai ngón tay này chúng ta sẽ đánh vô hai con mắt, đỡ đánh vô hai con mắt. 4, đỡ ra, hai tay này sẽ đánh vô hai con mắt. 5 6 7 8. Rồi tiếp tục là cái đòn lông đầu, hồi nãy chúng ta học rồi. Khi chúng ta đánh ra, chúng ta sẽ đánh vô ngay huyệt nhân trung đối phương, đánh vô phần này. Rồi 1, đỡ ra, thì đánh vô huyệt nhân trung bằng ngón tay giữa, đánh vô. 2, đỡ đánh. 3, đỡ đánh. 4, đỡ đánh. 5, đỡ đánh. Đây là đòn lông đầu, đòn này rất là nguy hiểm, rất là hại.
khi đánh đối phương, đây là cái huyệt, ta đánh đối phương, trúng đối phương một cái là có thể là đối phương sẽ ngất xỉu ha. Rồi còn thứ sáu, ta đánh phụng nhãn, ta sẽ đánh phần nhãn chung, thay vì đánh một ngón ta sẽ đánh năm ngón vô đây, đây là phụng nhãn, bốn ngón ta sẽ đánh vô phần ngay nhãn chung hoặc là ngay cằm ở phần này. Rồi một đỡ đánh, hai đỡ đánh, ba đỡ đánh, bốn đỡ đánh. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ đánh bằng ưng trảo, ta đánh vô cằm đối phương, đánh bằng ức bằng tay, một đỡ đánh, hai đỡ đánh, ba đỡ đánh, bốn đỡ đánh. Rồi tiếp tục làm theo đánh là tứ chỉ, là bốn ngón tay chúng ta xỉa thẳng vô cái khẩu, một đỡ xỉa, hai đỡ xỉa, ba đỡ xỉa. Rồi đòn hầu trảo, tiếp tục làm ra quấn đòn hổ trảo, hổ trảo đánh thẳng, một đỡ đây, ta sẽ chụp vô đây, các bàn tay như con cọp nó tán, hai đỡ, một chụp vô đây, một đỡ, hai đỡ, ba đỡ, bốn đỡ. Rồi trở lại. Rồi tiếp tục là còn đòn hầu trảo, ta sẽ đánh vào hạ bộ đối phương hoặc là vô bụng đối phương, ta chụp vô, một đỡ trên đây, ta chụp vô đây, hai đỡ trên đây, ta chụp vô đây, ba đỡ trên đây, chụp vô đây, bốn năm. Hôm nay là ta sẽ học được những cơ bản của cái đòn tay về gọi là quyền quyền pháp, và vừa đánh ra và vừa đỡ phản đòn. Hôm nay chương trình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký, like và share để có những cái clip tới chúng ta sẽ có nhiều clip hay hơn. Chào các bạn.